Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái kèo đào đồng coin Bondex nhá. Thì hiện tại thì đây là một cái dự án của Mỹ và nó đã phát triển rất là mạnh ở bên đó, và hiện tại thì Bondex nó là một hệ sinh thái hỗ trợ fintech phi tập trung được xây dựng trên mạng lưới tài năng chuyên nghiệp toàn cầu nhá. Và nó đã có thẻ tín dụng Bondex tại Hoa Kỳ này, đã có trên Google Play và App Store này. Tốc độ đào của nó thì chỉ là 0.1 trên 1 giờ nhá. Thì có nghĩa là trung bình là một ngày các bạn sẽ đào được là 2,4 cái đồng coin này nhá. Nó được hơn 2 đồng coin này. Thì khi các bạn đăng ký cùng với cái mã giới thiệu của mình ý, đăng ký và nhập mã giới thiệu của mình thì các bạn sẽ tăng tốc độ đào nhá. Đây là cái trang web của nó, để mình đã dán vào Google Chrome để mình dịch ra tiếng Việt nhé. Thì anh em cũng có thể vào đây để chúng ta tham khảo và chúng ta đọc thêm một số những cái thông tin của nó. Thì đây là một cái dự án nó rất là uy tín này. Đó, và mua đồng này thì các bạn có thể dùng ADA này, rồi là ETH, LTC hoặc là BTC chúng ta có thể là mua được nhé. Đấy, ở trên đây thì nó có rất là nhiều thông tin về dự án, anh em có thể là vào đây tham khảo trước khi chúng ta làm này. Và đồng này thì nó dự kiến là có nít sàn nhé. Đó, thì ở trên này nó có hết tất cả thông tin đây. Dự kiến là sắp tới nó sẽ nít sàn, và tổng cung của con này thì khá là thấp nhất, nó chỉ có hơn 12 triệu thôi. Thì chúng ta có thể là vào đây chúng ta xem này, xem một số thông tin này. Cái này là cái trung tâm của nó là ở bên Singapore nhé. Đó, anh em có thể là vào Telegram hoặc Twitter để chúng ta tham khảo thêm cái cộng đồng của nó nhé. Thì có những cái thông tin gì anh em cần cập nhật thì cứ vào đây là nó sẽ có hết. Bởi vì mình theo rất là nhiều kèo, nhiều khi anh em hỏi một cái kèo nào đấy về thông tin của nó thì mình chưa cập nhật được thì mình sẽ không trả lời được ngay cho anh em nhé. Anh em có thể là tự tham khảo và tự vào trong đây này. Thì hiện tại trong đây nó đang có là hơn 34.000 member nhé. Đấy, cái số người tham gia khá là đông. Thì tất cả các kèo trước khi chúng ta tham gia, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thêm cái nền tảng của nó và những cái thông tin về dự án nó có ok thì chúng ta mới làm, chứ không phải là mình cứ thích thì mình làm đâu. Bởi vì làm thì nó cũng phải có một cái gì đấy để cho mình tạo niềm tin cho mình thì mình mới làm, chứ không phải là cứ ngẫu nhiên mà mình làm. Đó, các bạn có thể nhấp vào dấu ba gạch này để chúng ta tìm hiểu thêm những cái thông tin của nó này. Rồi, chúng ta có thể là nhấp vào BSC scan nhé để chúng ta xem cái thông tin này. Đó, thì tổng cung của con này chỉ có 12.500.000 thôi, tổng cung của nó rất là ít, và hiện tại thì mới có 22 địa chỉ ví hold. Thì đây là địa chỉ ví của cái người sáng lập và cũng là cái một số những cái người ta bỏ tiền ra mua thì người ta mới có thôi nhé. Còn lại thì hầu hết là bây giờ chúng ta mới bắt đầu đào, và đào thì nó cũng là ở cái giai đoạn đầu tiên của dự án nhé. Cho nên là bây giờ chúng ta là những người đang đi đầu ấy, thì anh em tranh thủ đào những cái chương trình nào hay là những cái dự án nào mà chúng ta đi đầu thì nó đều có những cái ưu đãi, ưu tiên nhiều hơn. Ví dụ đào coin được nhiều hơn này, còn các bạn vào sau thì sẽ được ít đi, giảm dần bởi vì số lượng của nó ít dần ấy. Đó, cho nên là anh em tranh thủ đào nhé. Kèo này thì khá là uy tín và chắc ăn nhé. Đó, so với các kèo đào coin khác thì mình đảm bảo với các bạn là kèo này sẽ giúp các bạn kiếm được rất là nhiều tiền nhé. Thì anh em nào mà chưa tải app thì bắt đầu để làm được kèo này chúng ta sẽ tải app nhé. Ví dụ các bạn dùng máy Android thì sẽ vào CH Play để tải này. Ở đây thì mình cũng có để đường link ở phần mô tả video này. Thế còn bạn nào dùng iPhone thì có thể tải trên App Store nhé. Nó có hai cái đường link tải riêng cho hai loại dòng máy nhé. Đó, thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link này và nó sẽ hiển thị cho các bạn để các bạn tải về. Thì cái này mình đã tải về rồi nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái kèo này nhé. Đó, các bạn nhấp vào mục tải cái này về, sau đó thì chúng ta vào đăng ký thì chúng ta sẽ nhập cái mã giới thiệu của mình nhé. Mã giới thiệu thì mình có để ở phần mô tả video nhé. Đây, thì đây là cái app của nó này. Các bạn tải về rồi các bạn sẽ nhấp vào đây này. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào mục sign up nhé. Bởi vì bây giờ chúng ta mới là đăng ký thì chúng ta sẽ nhấp vào sign up này. Và bước tiếp theo ấy thì các bạn sẽ nhập cái email của các bạn vào cái dòng đầu tiên này. Dòng thứ hai thì sẽ nhập mật khẩu các bạn tự tạo nhé. Mật khẩu thì gồm có 8 ký tự từ chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt nhé. Ví dụ như là A còng hay là các cái dấu ký tự đấy.
Đó thì ở cái ô thứ ba này thì các bạn sẽ điền lại mật khẩu một lần nữa, sau đó thì chúng ta ấn sign up là được nhé. Đó thì khi anh em điền đầy đủ thông tin và ấn sign up thì nó sẽ đưa các anh em đến cái giao diện mới như thế này nhé. Thì anh em sẽ điền cái mã code vào đây nhé. Mã code là cái mã giới thiệu của mình nhé. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào đây này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào confirm nhé, continue nhé. Đó, chúng ta nhấp tiếp vào continue này, nó báo là thành công rồi đây. Bây giờ thì các bạn sẽ vào cái hộp thư email để các bạn xác minh nhé, xác minh tài khoản nữa là xong nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái app này. Đó, khi mà chúng ta về hộp thư email thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái thư nó gửi về đây nhé. Thì anh em sẽ phải tìm ở trong tất cả hộp thư hoặc là hộp thư rác nhé. Đó, nhiều khi những cái thư của những cái dự án mới thì nó gửi về thì chúng ta cần phải tìm kiếm và chúng ta cập nhật cái hộp thư thì nó mới hiển thị lên đây. Chúng ta sẽ nhấp vào nhé. Khi đã mở hộp thư ra thì anh em sẽ nhấp vào cái mục này nhé. Mục cái đường link của nó gửi có cái chữ màu xanh này, chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta xác minh tài khoản nhé, verify nhé. Đó, như vậy là ok. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái app đó và mình đăng nhập vào để mình đào cái đồng coin này nhé. Đó, anh em sẽ điền email ở đây và điền mật khẩu, sau đó thì ấn login nhé, login nhé. Đó, thì khi anh em login vào được cái tài khoản này, chúng ta đăng nhập được vào tài khoản ấy, thì là chúng ta sẽ nhấp vào cái mục ở dưới này nhé. Đây, cái mục xanh này để chúng ta bắt đầu bấm để cho nó chạy, nó đào nhé. Đó, sau đó thì ấn OK này. Thì ở trên đây nó hiển thị là nó đang đào đây nhé. Và cái số giờ còn lại của mình là 23 giờ 59 phút nhé, mấy chục giây đây này. Có nghĩa là trong khoảng 24 giờ, ví dụ hôm nay bạn đào vào giờ này thì ngày mai bạn lại vào đúng cái giờ này để các bạn đào tiếp nhé. Nó sau 24 giờ nó dừng lại, các bạn phải vào kích hoạt thì nó mới bắt đầu chạy tiếp. Đó thì cái ở đây nó có thông báo này, nó chỉ có 0.1 cái đồng coin này trên 1 giờ thôi, nó chỉ đào được như vậy thôi. Và thì khi anh em muốn mời thêm bạn bè để chúng ta tham gia thì các bạn sẽ nhấp vào đây để lấy cái mã mời nhé. Các bạn nhấp vào cái biểu tượng đầu người có dấu cộng này. Đó, và chúng ta sẽ copy cái mã mời nhé. Thì đây là cái mã mời của các bạn có thể lấy để mời mọi người tham gia đào cùng thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn và được nhiều hơn nhé. Đó, thì cái video hướng dẫn cho anh em đào cái đồng coin Bondex tới đây là kết thúc nhé. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Chúc anh em kiếm được nhiều tiền từ cái dự án này nhé.